À, xin kính chào quý cô bác, anh chị và toàn thể các bạn đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Bản sắc dân tộc nhé. Thì hôm nay mình vừa mới vào đến đây, rất là vui khi biết tin là đoàn của huyện vào thăm gia đình nhà cháu. Và đặc biệt hơn nữa là được Phó Bí thư huyện đoàn của huyện Mèo Vạc vào thăm cũng như là động viên. Hơn nữa là Phó Bí thư huyện đoàn vận động tất cả các anh em gọi là thanh niên sẽ hộ chung tay mỗi người một chút sức để hoàn thiện cái công trình bé hoa cho nó tiến triển cho nó nhanh hơn. Thì hôm nay vào ấy thì có anh Phó Bí thư huyện đoàn cũng vận động được anh em là hộ gia đình cháu là cuốc một cái đường rãnh xuống đây để cái đường mà thải nước ra ngoài xuống tận dưới kia quý vị. Bây giờ là đây. Đây đi thẳng vào. Để hỏi bên này rồi đúng không? Check qua đây đi. Từ đây đi thẳng chỗ cây chuối. Đấy này. Thẳng là sao đấy, nó không đâm vào gốc xoài ấy. Tránh là được. Đấy. Không đi thẳng chỗ này được. Đấy thẳng chỗ chân chú đây này, chỗ chú này. Đào chỗ này luôn. Không, chỗ này, cái này đào sao? Chỗ này đào sau, đào sao? Đúng rồi đấy. Đấy. Đào đấy luôn. Đào. Đào để thắt. Thôi được. Đào được đấy không? Đấy đúng rồi. Đây là tất cả các đoàn thanh niên là ở huyện hết đấy quý vị. Anh ơi, anh cho em hỏi chút ạ. Anh cho em hỏi là anh là bên Phó Bí thư huyện đoàn đúng không ạ? Là và anh cho em hỏi anh tên là gì ạ? Em tên là Già Bí Chứ. Em rất là cảm ơn anh là hôm nay đã nhận được biết là cái tin này. Em cũng báo qua chính quyền thôn cũng như là lên cái chính quyền xã ấy. Thì là hôm nay là đoàn của huyện mình vào ấy, thì em rất là vui và được rất là vinh dự là được các đoàn của mình ấy thì chung tay là mỗi người một giúp một ít sức để đào một cái rãnh này để phụ giúp cho gia đình cháu để cái trong cái quá trình mà làm cái thi công công trình này nó nhanh hơn. Chiều sâu của nó là bao nhiêu nhỉ? Tổng khoảng 40 phân anh ạ. Khoảng 40 phân là thoải mái rồi nhỉ. À, thấy ơi, cảm giác đào xong là mình tính nhựa là ở đâu nhỉ? Nhựa em có bên đấy rồi. Cái ống em được lấy có hết rồi. Đây mình rất là vui khi được các đoàn thanh niên ở huyện vào đây là chung tay giúp sức nhau. Cái nền nó rất là cứng đấy quý vị. Cái này mà để mà mình cứ túc tắc mà mình với em già mà đào nó rất là lâu. Thì rất là may hôm nay cũng có đoàn của huyện vào ấy, hộ giúp nhau này nó rất là nhanh luôn. Đây hôm nay là cả xã lẫn huyện luôn. Cả xã lẫn huyện luôn phải không anh? Vâng ạ. Năm nay là bán mùa anh. Bán mùa? Vâng ạ. Để mới hết được. Để đấy. Ngay mà tưởng để đấy nó bảo chắc cô tha cho nó rồi còn chốt xào xí được lấy. Chưa 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 chưa
Cái này cuốc chim là quá nhanh luôn nhỉ. Để nhà em xong. Để lát được lấy rồi. May là có đoàn huyện mà giúp thì không thì anh em mình túc tắc cái này là cũng khá mệt đấy, lâu đấy, tại vì nó cứng. Mà đất này là nó cũng may, rất là may là nó cũng mềm, ẩm. Không tránh tránh cái cây ra được mà. Cái này mình có thể là ví dụ mình hơi lé lé ra tí, hơi cong cong mình có thể bẻ cái ống được. À, hôm nay đoàn ấy thì vào thăm cả bên chỗ nhà anh Giang, xã Trường Giang ấy đang làm nhà cho một mẹ và năm con ấy, thì đoàn tháng này cũng đã hộ đổ móng bên kia, thì cũng bớt chút thời gian qua bên này để vận động các anh em thanh niên là hộ bên này để cho nó chung tay cái tiến trình cho nó được nhanh hơn đấy quý vị. Nói chung là chung tay mỗi người góp sức một tí ấy, thì sẽ là nhanh hơn rất là nhiều. Chỉ cần một lúc thôi quý vị, chung tay mỗi người một lúc thôi là đã được một cái đường ống này đi rất là dài rồi. Tuy nhiên là cái này sau khi mình lắp ống mình cũng vẫn phải chỉnh sửa lại một chút, tại vì là mình mới biết được là cái chỗ nào nông chỗ nào sâu ấy để mình chỉnh sửa lại. Mình ví dụ là chỗ nào nông, nếu cái đường ống mà nó cảm thấy nó nông quá mình sẽ chỉnh sửa lại, mình mới chôn cái đường ống sau. Như thế này là rất là tốt rồi, mình rất là vui mừng luôn quý vị. Con ăn cơm chưa? Con ăn cơm chưa? Hả? Ăn cơm chưa? Hả? Con ăn cơm chưa? Hả? Hả? Ủa? Chị tao đây. À, chưa ăn á? Ui, bây giờ chưa ăn á? Mẹ chưa nấu à? Mà nấy tưởng nấu à? Dạ thay trẻ thêm mấy dạ hồ, tưởng mất hồ nấy nấu cả hồ chị tốn nấu thế. Mấy nấu con trẻ em ơi, chị tốn nấu thế nào? Chị tốn nấu nhiều à? Tưởng nấu con trẻ, chị tốn nấu mời, mấy nấu trẻ chị tốn nấu mà không. Ủa bây giờ một giờ, hơn một giờ vẫn chưa ấy á, chứ mẹ vẫn chưa nấu cơm cho ăn à? Nấu rồi, nấu ăn. À, cũng như nấu rồi nhưng mà chưa ăn gì? Nấu rồi, mới ăn. Ở đây được cái là gần dưới gốc cây nó mát cả ngày anh nhỉ. Chiều nay là hai người chỗ này là chắc có liệu có xong sớm không anh? Chắc nó xong mà. Sau này còn lên bức tường cái này đúng không ạ? Tường này cho một người để cho nó lấp thế mà. À, vâng, và xong lấp những cái khe này vào đúng không? Lấp cái khe này. Vâng, vâng, đúng rồi, dạ. Đây là lúc buổi sáng ấy thì có đội phó bí thư huyện đoàn vào để thứ nhất là thăm hỏi gia đình, thứ hai nữa là chung tay góp sức để đào một cái đường ống dẫn thoát nước ấy, ở phía bên dưới cái vườn của nhà bác chủ.
Thì chiều nay thì các anh em tiếp tục là chuẩn bị là chát cái phần này, xong rồi tiếp theo là lấp những cái phần khe này vào, bịt kín để tiến hành là đổ nắp phải không anh? Xong đổ nắp à? Đổ nắp chắc phải mai nhờ. Chiều nay là sắt mới về, thì đâm ra là mai làm. Cái nắp đã đổ tầm chắc ở dày tầm 10 phân không anh? 10 phân nặng lại 6 phân 7 phân rồi. 6 phân 7 phân à? Nặng quá. Vâng. Chiều nay thì ở bên này chỉ có hai anh em thôi nhá quý vị, tại vì là cái đội thợ lại qua bên chỗ nhà mà một mẹ năm người con, chỗ anh Sa Trường Giang đang kêu gọi ủng hộ gia đình ấy. Vì hai bên ấy thì là cùng một đội thợ thì chiều phân chia nhau ra. Vì cũng là bên này thì cái diện tích thì nó cũng không được rộng mấy, đâm ra là chỉ anh cái em mà chủ thầu ấy phân việc ra là có hai anh em làm ở đây. Thì chát cái phần lòng bẻ chim kia. Được cái là cái khu vực này nó râm cả ngày quý vị ạ. Có dưới một cái tán cây xoài này. Với cả nốt bên kia thì là cái tường nhà đâm ra nó cũng không nắng được ấy. Thì anh em làm bên này nó rất là mát luôn. Rất là thuận lợi trong cái công việc anh em làm đỡ nắng nóng. Tại bây giờ cũng mùa hè rồi ấy. Cái này chát xong là láng ở dưới kia một lần nữa phải luôn phải không anh? Láng chứ. Láng một lần xong là khô, vâng. Xong là đánh bóng. Cái ngăn bể này là tí nữa ngăn luôn hay là để mai? Đánh bóng xong mới ngăn chứ. À vâng vâng. Ông chả đeo hả? Đeo gì ra anh? Gì tốt đi nhé, đẹp đi. Đấy, hôm nay thì lúc buổi chiều thì các anh hoàn thiện cái phần chát ở trong này. Cái này là chát xong là tí bước tiếp theo là bọn anh sẽ xây bức tường hay làm gì anh? Xây bức tường, xây thì... Xây bên này à? À. Chỉ lo thế thôi. Chưa chi 3 giờ 10.
Tối qua em tưởng mưa cơ, ở ngoài thị trấn mưa anh ạ. Ở đây mưa không? Mưa lơ phơ đây đúng không? Ở ngoài kia không mưa, em sợ là mưa là sáng hôm nay là mưa to, nó trúng hết cái phần bể này này. Thì hôm nay anh em lại không thi công được ấy. Và em lo lắm đấy. Tại vì là ở ngoài kia là bọn em ở cái nhà là nó mái tôn ấy, nó kêu đồ nó to ấy, tưởng là nó mưa to ấy. Cái phần này xong là đánh bóng em biết xong là căn bể thôi nhỉ. Thưa quý vị là cái nắp phần nắp này ấy, lẽ ra là hôm nay ấy, thì là các anh đổ rồi, nhưng mà vì là cái xe vật liệu vào chiều nay thì mình mới gửi cái phần thép đan cũng như là cái phi 16 ấy để về làm phần làm cái nắp này, nhưng mà chiều mới vào được ấy. Thực ra là tính là chiều tối vào muộn quá thì mai các anh mới bắt đầu tiến hành là đổ cái nắp của cái bể phốt này. Cái đấy thì chắc là tầm 2-3 ngày là bắt đầu khô rồi anh nhỉ, tầm 2 ngày là ổn chưa anh, nếu mà đổ ấy? 3 ngày. 3 ngày ạ. Để cho nó chắc chắc tí nhỉ? Được, chắc xong rồi. Vâng. Ở đây thì mình tính là cái một cái phần là mình sẽ làm cửa vào đây, khu này các vị. Làm đục cái cửa vào đây xong là cái phần lỏng bên ngoài này, cái phía bên ngoài này ra này, là mình sẽ làm một cái cửa sổ ra đây để cho nó thoáng. Nhớ là trường hợp là trong kia nó kín quá ấy, đôi khi là nó có mùi ấy, thì là mình phải làm cái ô thoáng ra để cho nó thoát cái khí ra ngoài để cho nó đỡ có mùi đấy. Theo tính toán của mình là vậy. Đây là cái chỗ tét cái anh đã láng và cũng như là dựng cái tét này lên rồi. Vì là xây chưa xong ấy, mình cũng chưa thể lắp cái đường dẫn nước được. Còn cái phần chân tét này thì mấy hôm nữa mình sẽ lấy cái đinh bê tông ấy, mình đóng ở cái chân này vào, ghim với cả cái viên gạch này. Đồng thời nhá quý vị, đồng thời mình sẽ lấy cái dây thép, mình cột rằng cái này xong với cả hai gốc cây này, đấy, rằng và hai gốc cây này để nhỡ đâu là mưa gió ấy. Mưa gió mà nó mạnh nó đỡ quật cái tép xuống đấy. Đây là mình trừ hợp là mình phòng thôi ấy, chứ không phải là mưa gió ở đây thì theo mình nghĩ là nó cũng khuất đấy, không đến nỗi là nó quật xuống đấy như thế được. Cái này mình phòng để cho nó chắc thôi, để đảm bảo an toàn là nó cái này nó lăn xuống nhà thôi quý vị. Đấy mình tính là vậy. Còn về phía mấy anh em thợ ấy, thì là đã chát ở cái phần dưới đáy cũng như gần như là hoàn thiện rồi, thì tí nữa hoàn thiện xong thì các anh sẽ xây hẳn lên một bức nối một ít bức tường ấy, xong sẽ đợi là làm cái nắp bể, đổ cái nắp bể xong rồi bắt đầu mới gác lên các anh mới lại tiến hành được tiếp. Còn cái bức tường này các anh cũng tính là xây được luôn, tại vì để nguyên một cái bức bên kia quý vị, cái bước bên kia để làm sao để mà sau này cái nắp bể đổ xong còn có lối để mình khênh vào ấy, cho nên là các anh phải chừa ra chỗ đấy để khênh cái nắp bể vào. Còn cái phần cửa bên kia mình sẽ đục vào, nhưng mà là chờ ngày mai mới đục được, vì là cái bể nó mới xây, sợ đục cái nó nhỡ đâu là nó xuống cái phần bể này nó lại nó hỏng cái phần bể này, nó chưa cứng ấy. Mai mình sẽ kiếm một cái tấm ván hay cái gì mình gác lên xong mới đục vào được. Đục thì đục từ ngoài trở vào thì nó mới chuẩn được, nếu đục từ trong trở ra thì mình không căn được ấy. Đấy mới căn được cái phần cửa. Đấy các anh đang lấp cái phần này quý vị.
để đất lấp những cái chèn vào những cái chỗ khe hở ấy. Cái hai bức này là có thể xây lên cao được luôn phải không anh? Xây được thì vẫn xây được, bây giờ thì mình sẽ đợi cái cửa xong xây lên thể cho nó xong. Mai mình tính là đục cái phần cửa vào đây quý vị. Đó. Tại vì cái bệ phốt đi vệ sinh là bên kia. Còn bên này là cái chỗ đang tắm giặt ở bên này. Xong làm cái vòi ống thải ra đây này. Cành đã chừa ra một lỗ rồi, làm cái ống thải ra đây quý vị. Thế là hôm nay là hầu như là hoàn thiện cái phần chát ở bên dưới. Ngày mai mới tiến hành đục cửa này, bắt đầu mấy anh Miro xây tiếp được ấy. Thôi có lẽ mình cũng xin phép là dừng cái video tại đây nha quý vị, để mình còn đi ra về. Bây giờ cũng là chiều tối rồi, mình còn đi ra ngoài thị trấn, nó rơi khoảng tầm hơn một tiếng đồng hồ cơ. Thì có gì mai mình vào mình sẽ quay truyền tải cho quý vị tiếp tục là cái công trình của nhà vệ sinh của hai mẹ con cháu Hoa.